vô nha. Rồi, mời em gái. Tới luôn cái ghế rồi, ngồi xuống đi em. Mở mặt nạ ra đi hai bạn ơi. Ok, đẹp rồi. Xin giới thiệu tên tuổi của mình đi. Em Nguyễn Tiến Sĩ. Nguyễn Tiến Sĩ. Dạ. Đâu, có bằng tiến sĩ chưa? Có bằng tiến sĩ chưa? Tên thôi. Tên thôi. Em sinh năm 79. Ừ, quê ở đâu Sĩ? Sinh ra thì ở Củ Chi, Hồ Chí Minh. Rồi hiện tại thì em đang làm việc ở Đồng Nai. Đồng Nai chỗ nào? Ở Định Quán Đồng Nai chị. Đang làm công việc gì? Em làm bên nhà đất chị. Mùa dịch vừa rồi có căn nào ngợp ngợp không? Chỉ với tường với coi. Dạ cũng có chị. Dạ cũng có chị. Thôi thấy làm ăn cái mắt sáng lên liền ha. Công nhận ghê thiệt. Ờ, mấy ông này ghê lắm. Cũng thấy chị có làm cái chương trình thiện nguyện á. Hy vọng là tương lai sẽ kết hợp với chị. Tài cái trước là hợp tác. Cô cũng làm ăn dữ lắm. Dạ, cảm ơn em. Rồi chào em gái, em tên gì? Em chào chị Cát Tường, chào bạn trai bên kia. Em tên là Huỳnh Kim Thoa. Em sinh năm 1982. Em quê ở quận 2. Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Thoa đang làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên văn phòng chị. Mình đang sống với gia đình ba dạ, mẹ hả? Em sống với ba mẹ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em tỉ mỉ, cẩn thận, với lại em vui vẻ. Điểm yếu của em thì do cũng có thể là do cái tính tỉ mỉ, cẩn thận quá, nhiều lúc em hay càm ràm đó chị. Với lại đường ở thành phố thì nó chằng chịt cho nên nhiều khi em cũng mù đường thành phố. Thế còn tiến sĩ, mình điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Em thì cũng thật thà thẳng thắn, mà nhiều khi cũng thật quá. Thật quá hóa dở. Yêu ghét rõ ràng. Cũng có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Khuyết điểm thì giống như là mình thật quá thì cũng là nhược điểm á. Là nãy chị nói thật quá nó cũng hóa tờ đúng rồi, đúng rồi chị. Có thể trong mắt của người đó cái đó là khuyết điểm, nhưng mà trong mắt người khác nó trở thành ưu điểm thì sao? Dạ. Đúng không? Mối tình nào ấn tượng nhất và để lại những cái dấu ấn sâu đậm nhất trong em? Thì cũng có một lần em cũng có dự định hôn nhân á chị. Đó. Rồi xong rồi cái quen bao lâu? Hơn năm à. Rồi cái sau đó thì đến thời điểm đó thì cảm thấy là hai bên khác nhau, khác biệt nhau nhiều quá. Rồi dừng lại. Gần đây thì cũng có một mối tình chắc khoảng 4 năm, hơn 4 năm gì đó. Rồi 4 năm mà sao cũng chia tay, gần đây là bao lâu rồi? Cái này cũng khoảng hơn năm rồi chị. Hơn năm? Dạ. 40 sao không lấy luôn mà còn để chia tay? Thiếu quan tâm á, rồi... Ai thiếu quan tâm ai? Em thiếu quan tâm. Tại sao không quan tâm bạn gái? Giống như là cũng lâu rồi cái mà thiếu quan tâm á. Lơ là. Rồi xong rồi... có người quan tâm hơn. Vậy là lỗi do mình rồi. Dạ, giờ phải nhanh lên, phải quyết liệt lên, quyết chiến quyết thắng nha. Nếu mà có cơ hội là phải tiến tới liền chứ đừng có rề ra nữa. Tình trường em sao cưng? Em thì em có một mối tình chính thức thì kéo dài được 2 năm. Thì do em với bạn em chia tay cũng một phần là do sự tín ngưỡng về tôn giáo nó sẽ khác nhau. Em thì đạo Phật, bạn ấy thì Thiên Chúa. Mình không thể là chia sẻ được hả em? Không có đồng cảm được hả em? Có thể là do em nghĩ bạn em mà con một á nên người ta vẫn muốn là mình theo, nhưng mà em là nhà đạo Phật gốc thì em lại không muốn theo. Em có đạo gì không tiến sĩ? Dạ. Em đạo gì? Thì em cũng có thường đi chùa chị. Ở nhà có thờ cúng gì không? Có thờ ông bà. Vậy được rồi, cùng chung rồi đó. Em mong muốn tìm một người vợ trong tương lai, một người bạn gái là người như thế nào? Hiền hiền một chút, biết giao tiếp, thích nấu ăn. Chỉ vậy thôi. Biết nấu ăn không em? Dạ tạm ổn. Tạm ổn hả? Dạ. Về ngoại hình? Không có quan trọng đâu chị. Em cao mét mấy? Dạ 1m68. Em cao mét mấy? Dạ em cao 61. Ôi, cô cao quá à. Cô cao dễ sợ luôn á. Mang dài thấp thấp thôi để lấn người ta nha. Dạ. Em thì muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một bạn trai là phải biết tôn trọng mình, biết chia sẻ và biết quan tâm. Và đồng thời là đừng có cờ bạc nữa. Có cờ bạc hút thuốc gì không? Dạ không chị. Ngoại hình có cần ngoại sao? Hình thì bạn ấy cao 1m68 trở lên, đừng có bị hói là được. Nữa đi, ảnh nó trọng đó, có cổ ở trọng á. Ba anh là rõ ràng dễ chọn rồi đó. 41 tuổi, cảm nhận đi. 1, 2, 3, 4 dễ chọn hơn nhiều. Có chưa? Có chưa hả chị? Anh nào đâu? Nè. Nhiều là không đúng rồi. Rồi đâu? Đẻ. Cô nào? Rồi, giữ nguyên hiện trường. Xin mời tất cả chúng ta hướng mắt về cửa trái tim. Chàng trai thì tìm một cô gái đứng trong góc. Đúng không em?
ở đây. Trời đất ơi, còn phải đây không nữa. Quà đi kìa. Cảm ơn anh. Tặng em ngày đầu gặp nhau. Dạ, em cũng có một quà nhỏ nhỏ tặng anh. Tặng em ngày đầu gặp nhau, vậy mấy ngày sau gặp có quà nữa. Thì mấy ngày sau quà khác. À, rồi, cảm ơn. Coi quà gì cổ tặng gì mở ra coi. Dạ. À. Hả? Cái đó cái gì vậy em? Cái đó là cái gel vuốt tóc dành cho nam. Ồ. Gel vuốt tóc nhìn rồi. Sữa tắm rồi. Cái kia thì là dầu gội đầu. À, thiết thực quá ha. Cô này cổ quan tâm đến tóc. Cô thích đàn ông tóc nhiều, không thích có tóc nhiều. Em ơi, tóc vậy được không em? Vẫn có tóc là được. Có tóc là được ha. Từ từ nó mới rụng em. Bây giờ Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn rất là đặc sắc và trang trí cũng rất bắt mắt của nhà hàng quê nhà. Đây là món cá thác lát chiên giòn. Còn đây là món cơm cháy kho quẹt rất là miền Tây dân dã. Hai em nhớ nhà vừa ăn vừa trò chuyện nhau vui vẻ. Nhanh tăng tốc lên xíu nha em. Dạ dạ. Rồi, mời hai em ngon miệng. Vâng, cảm ơn chị. Em mời chị. Mời anh Dung. Mời em. Anh sống trong gia đình mấy người anh? Có ba mẹ anh, em Út. Vậy là anh con cả trong gia đình anh? Có người chị nữa em, người chị ở riêng. Vậy là hiện tại đang sống ở đâu? Bình Dương thì nhà ở đó, còn đang làm việc ở Đồng Nai em. Bình Dương là nhà anh, là nhà của gia đình nhà anh ba hả? Mẹ. Nhà ba mẹ. Em thì làm công việc văn phòng, là công việc cụ thể là gì em? Em làm bên mạng kế toán. À, kế toán ha. Công ty em thì nó thiên về mỹ phẩm, về cho tóc. Nên những cái em tặng anh là cũng cái đó đó. Có cái nào mọc tóc không? Có mọc tóc. Rồi em làm thì giờ hành chánh hay sao em? Em làm giờ hành chánh. Thứ bảy chủ nhật nghỉ hay là chủ nhật nghỉ? À, chủ nhật nghỉ. Rồi ví dụ như là anh với em mà đồng ý hẹn hò với nhau thì thời gian nào là hợp nhất? Thì em chỉ rảnh ngày chủ nhật thôi. Anh thì công việc của anh thời gian nó cũng không hạn chế cho nên là ngày nào cũng được. Em quan điểm sao về tình yêu? Nếu mà hai người mà quen nhau á là phải có tôn, mình phải tôn trọng lẫn nhau, biết chia sẻ. Đừng có theo kiểu như thờ ơ. Như nãy em nghe anh nói là anh với bạn trước á có hơi buông lỏng. Vâng, anh có hơi buông lỏng. Tại vì quen cũng hơi lâu rồi nên có hơi buông lỏng. Thì vậy anh nghĩ tình yêu là cứ quen lâu là sẽ buông lỏng từ từ ha. Không phải vậy. Nhưng mà giống như là mình không biết được kết quả đó. Chứ giống như là mình biết được là mình buông lỏng quá sẽ bị mất thì mình cố gắng quan tâm nhiều hơn một chút. Quan điểm tình yêu của anh như thế này. Giống như là anh với em, kể cả đó là một mối quan hệ là chưa xác lập là tình yêu, nhưng mà anh vẫn chỉ có một người nữa thôi. Thế anh cho em hỏi lại là anh về phía đạo thì anh đạo gì nhỉ? Nãy anh chỉ nói là anh hay đi chùa thôi, nhưng mà anh thật sự là anh đạo gì nhỉ? Tức là trong giấy chứng minh là để tôn giáo là không á em. À, tôn giáo là không. À, nhưng anh có đi chùa. Tức quá, tức. Nhanh vậy chị? Sao chị? Chưa được ăn. Nhanh vậy chị? Hả? Nhanh quá hả? Tại vì chị tức á, chị thấy hai bạn cái thời gian quý báu không nói chuyện yêu đương, con cái gì hết trơn, cứ nói chuyện đạo hoài. Rồi cái tự nhiên yêu nhau mà vì đạo không được, cái là chia tay. Tôi tức á. Tức. Tại sao không suy nghĩ nó thoáng lên? Đạo nào cũng hướng con người ta đến những cái điều tốt lành trong cuộc sống. Cái tâm mình hướng thiện, cái tâm mình như thế nào, là mình đối xử với mọi người xung quanh như thế nào quan trọng hơn. Bây giờ quay lại chuyện tình yêu nè. Giờ định chừng nào kết hôn? Thì tầm nửa năm, 6 tháng thì cũng được. Lấy nhau về ở đâu? Ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai là nhà ai ở đó? Nhà em, thuê cũng được mà. Nhưng mà rồi buôn bán đất động sản rồi mình chưa có nhà cho mình à? Giống như là mình chưa có vợ con gì cho nên là cũng đâu nhất thiết. Em có bao giờ nghĩ rằng mình lấy chồng mình đi làm dâu ở xa gia đình mình không, xa xứ không? Thật ra thì em cũng không muốn xa xứ. Nhưng mà nếu như điều kiện cho phép, ví dụ như hai người tâm đầu ý hợp thì mình chấp nhận thôi. Tôi thích câu đó đó. Đúng rồi đó. Ai đâu muốn xa cái nơi mình sống nhỏ đến lớn. Nhưng mà nếu không ai chịu xa hết thì đứa nào theo đứa nào. Nhưng mà em có ngại làm dâu không? Dạ không, em bình thường. Muốn sinh mấy đứa con? Cái này còn tùy bạn đấy chị, chứ không phải em muốn là được đâu. Nãy giờ thì chị thấy là ở ngoài cũng có gia đình người thân của hai bên đi theo đúng không? Em nói em đi với ai? Em đi với một người bạn, một người đồng nghiệp, một người em. Em là đi với gia đình đúng không? Dạ vâng, em đi với mẹ, em trai với dì của em. Rồi, dạ mời gia đình hai nhà trai gái vô ạ. Dạ chào cô. Dạ cho Tường hỏi, dạ cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi cô?
65 và nhà mấy mấy cháu? À, cô 6 đứa. Trời, đây là thứ mấy? Kế hai người nữa là Út đó. Kế hai người là Út. Vậy còn anh này? Út. À, Út đó ha. Út này theo chị Hai. Út có bạn gái chưa? Chưa hả? Rồi thôi đợi gả chị ha, chị trước đi rồi Út đi sau ha. Cô ơi, con gái bây giờ cũng lớn lắm, gần 40 tuổi rồi cô. Mà chưa có chồng thì cô suy nghĩ sao? Theo như hồi nãy giờ thì cô thấy hai bên đàm thoại với nhau, cô thấy thì bên nam này thì cũng có vẻ thật thà. Dạ. Thì nói chung ra là nếu mà hai đứa nó tâm đầu ý hợp thì cho nhau một cái hẹn. Dạ. À, thì còn cái đó là tùy thuộc hai đứa nữa. Dạ. Rồi mình có nói câu nào với bác không? Hỏi thăm thôi. Dạ chào bác. Dạ. Con cho bác hỏi là thật sự là nhà con là ở đâu? Ba mẹ con ở Bình Dương bác. Sao hôm nay gia đình chương trình này gia đình này con? Dạ con ở bên chỗ làm rồi con qua đây luôn. Dạ con ở bên Đồng Nai. Sống xa gia đình, dạ, không có sống chung với gia đình, sống một mình thôi. Dạ đi làm ở Đồng Nai. À, rồi à, chào em, chơi với ảnh được bao nhiêu năm rồi? Dạ khoảng 7 năm. 7 năm vậy là cũng thân tình ha. Anh có cái tật xấu gì không em? Xấu thì chắc là thẳng thắn quá, thật thà quá. Ừ. Thế ngày hôm nay thấy chị gái bên này thì em có nhận xét như thế nào? Nghĩ là chị đúng với 90%. Kiểu như là gu của anh. Vậy á hả? Ồ, biết cái gu của anh luôn hả? Dạ, tại vì chơi chung thì anh cũng có chia sẻ với em á. Sao em trai, hôm nay nhìn thấy anh này nhắm làm anh rể tương lai mình ổn không em? Thì nãy giờ em cho chị tiếp tục. Ừ. Thì nãy giờ nghe anh cho anh đây nói thì mình thấy anh thấy là một người rất là chân thật. Ừ. Và thật sự thấy anh ấy rất là giản dị. Giản dị. Thích hợp với rồi. Em đang cần tiếng một người như vậy. Cần rồi. Cảm ơn, đó là những cái ý kiến của gia đình hai bên, nó cũng sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái sự quyết định của hai bạn ở đây. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều. À, chúc cô cho nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn em nha. Dạ dạ, mình tiếp tục theo dõi xem cái câu chuyện ngày hôm nay như thế nào. Cảm ơn em gái nha. Bây giờ tới tiếp tục câu chuyện của mình. À, nhanh lên chút xíu giùm chị nè, bóc một lá bài đi coi yêu cầu của chương trình và mình thực hiện những yêu cầu trong đó. Bạn nữ giả vờ hờn dỗi để bạn nam dỗ dành được không? Bây giờ ví dụ nè, hai đứa đang hẹn hò nè, hẹn em là 11 giờ trưa đi ăn trưa mà bây giờ 12 giờ anh mới tới, đói bụng meo trơn rồi, giận quá tức quá rồi em qua đi làm gì đó làm dỗ em dành giận nói đi sao? Em giận đi em không giận. Anh đến đây làm gì? Anh hẹn em lúc 11 giờ mà anh nghĩ sao giờ đem đến không? Em ơi, cái này anh giải thích với em sao? Không phải là anh tìm lý do nhưng mà nó cũng có một số vấn đề. Thôi bây giờ anh hát cho em nghe một bài nha. Nhưng mà em muốn biết vấn đề đó, vấn đề gì? Chứ anh nói vấn đề không thì sao được? Thì giống như là nó là một vấn đề tích cực. Nhưng mà anh có thể giải thích rõ cho em không? Có một cái hợp đồng môi giới anh phải giải quyết sớm. Nhưng mà giờ anh muốn dỗ ngọt em phải có gì chứ? Anh hát tặng không thôi, anh hát tặng em một bài nha. Dạ, anh hát đi. Trên bàn tay đi. Lần đầu gặp nhau không biết tại sao anh thấy thương em liền. Chắc em rất hiền như cô tắm ngày xưa. Hay làn gió đưa mái tóc em bồng, đôi má em hồng cho lòng anh ngẩn ngơ. Vừa gặp nhau mình trao thương mến, bên nước con sông in hình bóng của đôi ta. Dấu chia xa lòng thương nhớ mãi câu đợi chờ. Về anh xin thưa mẹ thưa ba, mai mối qua nhà em, đôi mình thủy chung cho đẹp tình duyên. Hết giận rồi, hay quá, xuất sắc. Hồi đó giờ tôi đưa ra yêu cầu, tôi thấy cặp đôi này là thực hiện yêu cầu, đúng là gọi là người tung người hứng nha. Em là hay thiệt luôn, em tạo tình huống chịu đó. Tính trễ xin lỗi là phải là lý do gì chứ, tích cực tiêu cực gì ông làm như ông viết văn vậy đó. Không phải thực tế, trong cuộc sống yêu đương hẹn hò là như vậy nha, ai cũng có thể phạm phải lỗi lầm. Khi đã phạm phải mạnh dạn nhận lỗi và nói rõ lỗi đó là gì. Khi mình nhìn thẳng được cái sự việc của mình thì mình mới rút kinh nghiệm cho lần sau, đúng không? Hay ha, hát đồ lấy lòng rồi, dễ thương dễ sợ luôn. Rồi tới bên em gái. Hãy tưởng tượng bạn nữ đang mang giày cao gót bị đau chân,
và bạn nam cúi xuống xoa chân dặn dò bạn nữ thật tình cảm. Trời ơi, sao cái cặp này bộ diễn viên hay sao vậy trời? Rồi mời em xoay chân ra hướng này, mời anh qua bên kia, chốt hợp đồng nó cưng, qua bển. Rồi đó. Ôi trời ơi, cô này cũng rất hay quá. Có sao không em, có sao không? Trời ơi, được quá hà. Có bạn nào có bằng cá nhân không chưa? Để đi mua, để chị đi mua. Rồi. Vậy như dán vô là sẽ hết đau chân hả? Em nghĩ em bị đau chân kết chật chân á, anh thử anh massage vùng chân giùm em đi. Rồi được rồi. Anh dạ, bẻ cổ chân cho em á. Dặn dò là nói miệng chứ phải dặn dò là bẻ giò. Muốn đi cẩn thận xíu nha. Dạ, em cảm ơn anh. Đừng có đi xa anh, để anh còn dìu em. Trời ơi, cảm ơn anh nhiều. Bớt chắc đau sau, chân sau khi anh nắng em nghĩ là chân em nó bớt được 50 thôi chị. Vậy hả? Vậy tưởng nghĩ... đâu nó gãy luôn chứ. Em nghĩ 50 đó còn phải tùy thuộc vào anh. Có nhiều lúc mình phải cho anh cộng. Nhưng mà cặp đôi này dễ thương nha. Nhớ không? Người ta nói mà ta có ý chổng nha. Đừng đi xa anh nha. Đó. Những cái sự tương tác đó chẳng qua là chương trình giúp cho hai bạn có một cái sự va chạm, có những cái biểu hiện để mà mình thể hiện rõ cái tính cách của mình cho đối phương có thể hiểu rõ mình hơn. Yeah. Rồi bây giờ trước khi mà đi vào cái quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nè, chàng trai hát rồi nè, vậy em gái có muốn tặng bài hát cho chàng trai không? Nếu cho anh hát thì em cũng sẽ hát lại. Rồi mời em. Em ca bài Thuyền Hoa. Ừ. Dạ. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, rước nhau về ta cưới hội vui. Trên sông dài thuyền hoa răng, bao cô nào miệng cười xinh xắn. Thuyền em trôi vào ánh sáng, ánh sáng hồng tươi những đèn hoa. Với mùa ngào xanh ngát đời ta, thuyền em trôi vào đêm vui. Trời ơi, cái âm nhạc, cái gu âm nhạc cũng giống nhau nữa. Miền Tây sông nước quá ha. Tôi thấy cặp đôi nào ổn rồi. Bao nhiêu đó thôi quý vị. Bây giờ mình lắng động lại một chút ha. Đối phương có phải là cái người mình đang muốn tìm kiếm hay không? 30 phút thì nó quá ngắn để chúng ta hiểu được ai đó hoặc là đưa ra một cái quyết định quan trọng. Tuy nhiên rằng chị nghĩ là những cái cảm xúc hoặc là cái lý trí, những cái suy nghĩ ban đầu cũng giúp chúng ta có một cái sự lựa chọn đúng đắn. Dạ. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Và khi mình đã quyết định như thế nào thì mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó của mình. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn hò, bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 Nhìn nhận xíu thôi chị. Không, sơ bộ thấy họ đã hiểu nhau hết rồi đó quý vị. Nhưng họ quyết định như thế nào? 3 Hết thời gian. May lắm. Ủa sao nãy giờ chị thấy em là nhanh hơn ảnh, ảnh chậm hơn em, mà tới lúc bấm nút em chậm hơn ảnh vậy? Em đợi bên năm thôi chứ. Trời ơi, còn đợi nữa. Đợi chờ gì, đôi lúc tình cảm là không đợi chờ. Và nam nữ bình đẳng. Vào đây, chần chờ gì nữa. Đứng lên đi em gái. Rồi, chà cái tướng này, hai người này gầy 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 ha. Về hai người nấu ăn bồi dưỡng cho nhau nha. Nắm tay nhau đi nè. Ừ, alo anh nghe rõ em không ạ? Nghe rõ ạ. Rồi anh giới thiệu bản thân giùm em đi, em cảm ơn. Ở đây mưa to á. Anh tên là Trần Châu Vương. Trời ơi. Sinh ngày mà sinh năm 1989. Rồi hiện tại mình làm nghề nghiệp gì, mình ở đâu vậy anh? Hiện là làm đang chạy làm nghề tài xế. Tài xế đó mình lái cho công ty hay là mình làm tư nhân ạ? Tài xế riêng em ạ. Làm tài xế riêng là mình có xe riêng không anh, hay là mình lái cho người khác à? Lái cho, nói chung là chạy cho sếp. Dạ rồi. Hiện tại là mình ở đâu, mình là ở đâu vậy anh? Hiện là đang quê là ở Khánh Hòa, mình chạy trên Lâm Đồng. Rồi giới thiệu thêm giùm em điểm mạnh điểm yếu của mình nha. Điểm mạnh điểm yếu à? Dạ đúng rồi. Điểm mạnh kiểu mình có biết nấu ăn không, rồi tính tình của mình như thế nào, những cái kiểu gì anh? Tính tình thì vui vẻ, và điểm mạnh là biết nấu ăn. Dạ rồi, biết nấu ăn. Điểm yếu thì cách nói chuyện nó hơi không được, nói chung là cách nói chuyện là nó không
không biết cách nói chuyện đi. Ừ, là nói chuyện chưa có trao chuốt lắm đúng không anh? Rồi. Rồi mình chủ động chia sẻ thêm giùm em xíu thông tin nữa nha. Tại vì em thấy anh hơi ít nói á. Mình có gì thì mình chủ động giùm em. À rồi, à, hồi đó như là mình có trải qua cái mối tình nào chưa anh? Rồi mình quen nhau như thế nào? Rồi tại sao mà mình chưa có tiến tới xa hơn được á? Ờ, thì cái chuyện này là mình có rồi, nhưng mà rồi mình chia tay rồi. Tại mình nói chung là trải lòng của mình là mất lòng tin về phụ nữ, nên mình muốn đến với chương trình để mình tìm hiểu thêm một tí nữa. Là mình có tiến tới hôn nhân không ạ? À? Hay là mình chỉ quen nhau bình thường thôi anh? Tiến tới hôn nhân rồi, xong người đó nói chung là đi ngoại tình, mình bắt gặp tại trận rồi mình làm đơn mình ký luôn là xong. À rồi mình kết hôn được mấy năm anh? 3 năm. Dạ mình ly hôn lâu chưa ạ? À, năm 2020, 3 năm. Rồi là mình bắt gặp tại trận luôn ha anh, xong rồi mình ly hôn luôn, không có hòa giải hay gì hết ha anh? Không. Tại vì mình đã nghe đồn rồi, tại vì mình đi làm ăn á, đàn ông mà đi làm ăn thì mình cứ muốn kiếm tiền thôi. Nhưng mà trong lúc mà mình làm ăn mà thua lỗ á, về nghe những câu chuyện đó mình không tin. Rồi khi bắt gặp tại trận thì nói chung là đàn ông lúc đó mình, nói chung là không còn cảm giác gì nữa. Dạ rồi. Đầu đầu đó. Dạ, vậy hôm nay mình đến với chương trình đó thì mình muốn tìm một người phụ nữ như thế nào ạ? Anh chia sẻ giùm em là cụ thể là ngoại hình, rồi tính cách, nghề nghiệp, cũng như là tuổi tác, với lại cái vị trí mà anh muốn tìm bạn nữ luôn á, ở khu vực nào á, chia sẻ giùm em hen. Thì biết bao giờ cho tìm được, duyên đến thì mình nhận thôi. Thì nếu mà chương trình thấy hợp á, thì chương trình tạo điều kiện cho gặp mặt thôi. Cơ giờ mình không có muốn là cái kiểu mà theo đòi hỏi. Ừ, dạ rồi. À, mình dạ tìm bạn nữ thì tuổi tầm bao nhiêu được anh? Thì bà từ 30. Đó, nói chung là chương trình thấy hợp là được rồi. À, nhưng mà nó phải có một cái độ tuổi cụ thể á, để em dễ tìm cái người phù hợp với anh á. Tại vì nhiều khi bên chương trình thấy hợp nhưng mà đối với anh lại không thích như vậy thì sao? Cho nên là mình phải trả lời kỹ một xíu, tại vì chương trình sẽ ghép dựa trên những cái mong muốn của mình á. À, thì mình tuổi tỵ thì cũng ước là mình 96, 97, mà sợ nhỏ quá. À, nói chung là từ 97 trở lên bằng tuổi mình đúng không? Lớn hơn mình 1-2 tuổi thôi không anh? Lớn hơn thì sợ người ta không chịu. À, dạ rồi. Và nói chung là nhỏ hơn hoặc là bằng tuổi anh thì ok đúng không anh? Ừ. Ủa anh ơi, cho em hỏi là anh sinh năm mấy vậy anh? 1989. Bạn nữ thì công việc gì cũng được ha anh, miễn có thu nhập ổn định là được rồi ha. Công việc ổn định là được. Tại bên anh là công việc ổn định rồi. Tại nghề nghiệp không thể nói ra được. Tại làm cho người lớn á, nên là không thể tiện mà mong chương trình giấu dùm. Thì lên mình cứ chia sẻ của mình là làm công việc là mình làm tài xế vậy thôi, mình cũng không có cần chia sẻ rõ là làm cho ai đâu anh. Đúng rồi. Bạn nữ đã từng ly hôn giống như mình có được không ạ? Nếu mà được hết ấy, tại vì người ta hiểu trải lòng, người ta biết sống với mình là được rồi, cần gì hết. Dạ rồi. À, anh làm mình kết hôn vậy là mình có bé nào cho anh? Một bé nữa với mẹ. À, sinh năm bao nhiêu anh ha? 2008. Bé sinh năm 2018 á. À, dạ. À, bạn nữ ly hôn này á, nếu như mà người ta đang nuôi con cũng được không anh? Con là họ nuôi rồi, họ có, họ cưới chồng rồi. Ừ, thì hồi nãy em hỏi là bạn nữ ly hôn á, có con được không á? Được hết á, tại vì mình thương mẹ thương con luôn mà. Dạ rồi, ok anh. Rồi chiều cao đồ ngoại hình có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Em thấy cho hợp với anh được rồi, đừng cái sale, đủ sale là được rồi. Anh cao 1m bao nhiêu anh ha? Dạ. Anh cao 1m bao nhiêu ạ? 1m76. Dạ, cao 1m76. Rồi, mình có tài lẻ gì không anh? Có ca hát được không ạ? Sao anh? Mình có ca hát gì được không anh? Tài lẻ á?
Cha hát không được, mình chỉ biết nấu ăn với làm việc trong gia đình, phụ việc làm việc gia đình thôi. Nhưng mà khi mà nếu như mà mình được vào vòng trong á thì mình cũng phải có cái sự giao lưu với bạn nữ, chẳng hạn như là mình hát tặng bạn nữ một vài câu hát, hoặc là mình có thơ hay là cái gì đó mình tặng thêm cho bạn nữ nha anh. Nếu được vào vòng trong á thì mình chuẩn bị thêm giùm em nha. Ok, hết giờ Ừ, đó. rồi ok, cảm ơn anh ạ. Phần cách mình xong rồi á, nếu như mà mình được vào phòng trong. Alo. Dạ em nghe. Dạ em nghe. Rồi ok. Chị xin tự giới thiệu, chị là Uyên biên tập của chương trình. Ở đây thì cũng có một số biên tập khác nữa, thì trong ban có biên tập khác nữa, biên tập hết. Thì về bản thân của mình cho, thì bây giờ ban biên tập là họ của mình biết tên ha, quê quán của nghiệp của mình là gì ha. Rồi mày. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Trần Hữu Nghĩa, em ở ấp Tư Xã Đốc Ninh Kiều, Tháp 10, Đồng Tháp mà. Bùi Hữu Nghĩa ở Đồng Tháp hả? Dạ Trần Hữu Nghĩa anh chị. Rồi. Trần Hữu Nghĩa, Đồng Tháp. Rồi, mình sinh năm mấy Nghĩa? Dạ em xin, Nghĩa. em sinh năm 1991 chị, sinh năm một năm một Rồi mình làm công việc gì? Mình giới thiệu đi. là công việc chính của em á, là em đi dạy làm giáo viên á chị, em dạy cấp 3. Dạ. Rồi, giáo viên cấp 3. Rồi mình dạy môn Dạ gì vậy thầy? dạ em dạy thể dục á chị. Dạ. Rồi mình nói về điểm mạnh, điểm yếu mình xíu thầy ơi. Dạ điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng, uy Dạ. tín với bạn bè. Ưu điểm là khi có nhiều, nói chung là khi tiếp xúc với nhiều người thì em thường hay im lặng, tại tính điềm tĩnh. Cái đó là điểm yếu của mình. Rồi mình có sở trường, mình có hát hò, rồi mua giỏ gì được không thầy? Chơi thể thao, chắc thầy chơi thể thao nhiều ha. Dạ em chơi thể thao bóng đá với cầu lông. Thích đi du lịch xa chứ, đi đó. Thường là mình đi xe du lịch hay là mình đi xe xe đi phượt, đi xe máy? Dạ em đi xe máy chị, tại khi mình đi xe máy là mình có thể biết được nhiều nơi, rồi phong tục tập quán này kia. Rồi. Dạ Mình ca hát được không thầy? dạ chắc ca hát, chắc em không có năng khiếu á chị. Rồi ok. Mình nói xíu về tình trường của mình đi. Thầy đã kết hôn chưa hay như thế nào? Dạ em có bạn, nói chung là cũng có quen bạn hai hai bạn, nhưng mà thấy cái cách tiếp xúc, cái cư xử là em thấy chưa có được cái theo cái ý muốn của em á. Rồi bây giờ mình nói đi về hai bạn đó đi, mình quen bao lâu rồi, lý do thì sao mình chia tay, bạn đầu tiên như thế nào? Dạ bạn đầu tiên thì nói chung bạn nó cũng hiền, cũng tốt, nhưng mà có cái là tính hơi 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 sống vì tiền quá, nên là em cũng không có đi xa được. Nên là thấy thấy vậy nên em xin để nhường lại cho cái bạn bạn nó có cơ hội để tìm bạn khác Là quen bạn đó sống. bao lâu? Dạ quen bạn đó khoảng 1 năm rưỡi. Quen 1 năm rưỡi rồi, khi mà mình chia tay thì mình có nói lý do là bạn gái như thế nào mà mình không quen nữa không? Dạ khi mà em nói chia tay, em nói là mình chỉ làm bạn thôi chứ không không có nghĩ sâu xa hơn, tại khi mà mình nói mình chia tay với người ta thì thứ nhất là mình làm cho người ta nó có sự ảnh hưởng đến cái tâm lý này kia, nên là mình chỉ làm bạn bình thường. Rồi cái mối thứ hai mình quen bao lâu, lý do vì sao mình chia tay? Và mối thứ hai thì quen cũng được gần năm. Dạ nếu mà tính ra tới tháng 6 tháng 7 thì là được năm. Dạ Rồi gần được năm thì lý do vì sao mình chia tay vậy thầy?
em thấy cuộc sống của em nó rất là bình dị, không có xe xua hay này nọ với người ta, nên là người ta cũng nghiêng về cái lối sống xa hoa quá, nên em em thấy vậy không có hợp với bạn của em. Em tính tính của em thì điềm tĩnh với trang hòa, nên là sống có sao vậy, không có xa xua với cái cuộc sống của xã hội này. Đây nếu mà cuộc sống xã hội này bon chen nhiều quá thì có thể là khó khăn cho mình, tại cuộc sống thì mình phải rồi ở quê mình không có quen ai hay sao mà mình dạ. Lên chương trình vậy thầy? Dạ khi mà em quen bạn thấy nó chưa có phù hợp với mình á, nên là em muốn tạo cái cơ hội khác cho riêng mình á, nên là em đăng ký cái chương trình này. Ừ. Nhưng mà có gì nữa thì giờ hình mẫu thì như thế nào nè? Bây giờ thầy muốn hình mẫu thì như thế nào? Dạ. Nói chi tiết về ngoại hình, về tính cách, độ tuổi luôn. Dạ ngoại hình thì em xấu đẹp không quan trọng. Xấu đẹp không quan trọng thì bây giờ thầy cho về cái ngoại hình đi, cao thấp mập ốm gì đó rồi mất công. Thầy nói rồi mốt rồi xa hoa, không xa hoa nữa thì mất công chương trình thì thầy không được ý nữa. Dạ dạ. Nói chung là ốm được rồi. Đừng có thấy em thích mấy người mà ốm ốm nó sẽ công việc gì làm nó sẽ ổn định hơn. Này kia. Nó dễ dàng hơn. Rồi ốm công việc ổn định, công việc ổn định là được đúng không? Có công việc là được đúng không? Dạ đúng rồi, công việc ổn định là được. Rồi quê quán độ tuổi thầy ơi. Dạ độ tuổi thì em cũng không có quan trọng cái độ tuổi cho mấy. Tại khi mà mình tình cảm thì mình đến với nhau mình không có phân biệt được cái lứa tuổi. Dạ chỉ cần biết làm công việc nhà hoặc là công việc ổn định, rồi biết hiếu thảo với ba mẹ hai bên, rồi đồng nghiệp này biết điều chuyện là được rồi. Không cần phụ nữ không? Dạ có những điểm nào không thích ở người phụ nữ không, mình cho ba điểm không thích đi. Dạ thứ nhất là nhậu đi, nhậu là em không thích. Rồi không thích nhậu, rồi còn gì nữa? Thứ hai là nhìn về cái cuộc sống mà với xã hội nó nhiều nhiều cám dỗ quá, như ví dụ tiếp xúc với nhà giàu có vậy đó, em không có. Rồi không thích gái nhà giàu đúng không? Dạ nói chung gái à được rồi, chứ không đừng có già. Rồi gái nhà nghèo được không? Dạ được, dạ bình thường. Dạ à, rồi còn một điểm nữa gì thầy không thích? Dạ khi là chuyện nữa là ví dụ chuyện của người ta thì kệ người ta, chuyện mình là chuyện mình không có bôi xóa hay là mình thêm đường muối hay là nhân hoa gì đó với người người tiếp xúc. Rồi ok, không nhiều chuyện. Dạ. Ông thầy ơi, quê quán thầy quan trọng không? Hay ở đâu cũng được, miễn sao mà thương nhau thì dễ nhau thôi. Dạ, cái nếu mà có duyên thì ở đâu cũng được, không cần nhất thiết phải xa xôi hoặc là gần kia, nói chung có duyên ở đâu cũng được. Thầy quê nhà cửa gì ông thầy? Về làm dâu hay sao thầy? Dạ, về làm dâu gia đình, tại nhà em có một mình nè. À, con một hả? Thầy là con một hả? Dạ, dạ. Em cũng muốn cái bạn đó ví dụ có công ăn việc làm cũng được, nhà cửa nội trợ cũng được, có nghề thì càng tốt. Rồi thầy cao mét mấy thầy? Dạ em cao mét là 1m55. Trong là nhớ đó đó với đồng bạn mét tư trở lên là được ha? Dạ nhìn là được rồi chứ không sao chị. Dạ mét tư mét năm gì cũng được. Dạ nói chung là ngoại hình em cũng không có chú trọng cho mấy. Rồi ok, chỉ mình cách sống là cách sống với nhau, đối xử với nhau, ví dụ mình biết thương mến ba mẹ hai bên rồi, bạn bè sớm thì nó đi. Rồi ok thầy, những cái thông tin của thầy thì ở đây tụi này cũng đã ghi nhận lại ha. Đây là buổi casting của chương trình thôi, thì
như thầy có được lọt vào vòng 2 của chương trình thì sẽ có biên tập gọi lại để coi là cách em nói chuyện như thế nào quá. Rồi, bây giờ em giới thiệu giúp chị về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình đi. Dạ rồi, em chào mọi người ạ. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Minh Trúc, thì năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê em thì ở Ninh Thuận ạ. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng bên lĩnh vực tài chính ạ. Nhân viên văn phòng? Dạ, giống như là sale tài chính, chị nhân viên tư vấn về lĩnh vực tài chính ấy. Em đang, hiện tại em đang ở đâu? Dạ, hiện tại em làm thì em đang ở Tân Bình, mà chỗ em thì ở bên Gò Vấp ạ. Rồi, ở Gò Vấp đi ha, rồi, ok. Dạ. Mình có tài lẻ hay là gì không em? Dạ không ạ. Rồi, vậy thì về cái điểm mạnh, điểm yếu em nói sơ giúp chị về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình vậy. Điểm mạnh của em thì nói chung thì em có, nói chung tự tin thì em có, với lại em khả năng giao tiếp tốt và ổn ạ. Còn điểm yếu thì kiểu như nói chung thì tại vì đứng trước sân khấu thì em hơi rụt, thì nói chung là em hơi nhát một xíu. Với lại em chỉ thấy cái gì đó rồi ạ. Hơi nhát trước đông người đúng không? Dạ đúng rồi, kiểu như lần đầu lên, ví dụ như thời gian đầu em có thể hơi nhát, nhưng mà ví dụ nếu em có thể quen quen thì không khí trên đó thì có thể là em có thể vẫn thể nói chuyện được bình thường. Nhưng mà tại vì khi mà lên thì lên chương trình đó thì sẽ đứng trước rất là nhiều người á, rất là nhiều khán giả thì em có sao, không nghĩ là em có thể nói chuyện được, không sao hết. Rồi ok, vậy thì bây giờ em nói sơ về tình trường thì em đã trả bao nhiêu quá tuần rồi vào phòng dựng của anh Đại. Dạ thật sự thì em không có một mối tên gọi hết. Ủa sao vậy trời? Tại vì một phần là do hồi đó thì kiểu còn nhỏ cho nên là nhà em cũng không cho quen. Với lại sau này lên đại học xong rồi em đi làm á, kiểu như môi trường của em thì toàn nữ nhiều hơn, chứ nam thì rất là ít. Cho nên em không có tiếp xúc với bạn nam nhiều, với lại em chỉ có đi làm rồi em về phòng thôi chứ em không biết khi đi chơi. Không đi chơi, không cà phê với bạn luôn? Có nơi nhưng mà chủ yếu là đi với bạn nữ thôi, chứ bạn nam thì không đi với ai hết. Sao vậy? Mắc cỡ hả? Không phải mắc cỡ chị, ấy là tại vì nói chung là do hồi đó là em, nói chung bạn nam thì em rất là ít, với lại là chủ yếu bạn em toàn là nữ là nhiều. Với lại nam thì kiểu như em không có tin tưởng nhiều quá, với lại em quen nói chuyện với bạn trên mạng. Tin tưởng là sao em? Trời ơi, không tin tưởng là sao em? Có xác định giới tính không vậy? Có trời, em vẫn nữ trời chứ không phải nam. Ok, rồi không, mình xác định giới tính là mình vẫn yêu Phương, vẫn có tình cảm với nam đúng không? Dạ đúng rồi chị, em vẫn nữ chính ngốc. Ừ, ok rồi. Vậy thì bây giờ em mong muốn bạn trai của em á thì như thế nào để chị biết chị kiếm cho em nào? Nói chung bạn nam thì tâm lý một xíu, chiều người yêu một xíu, nói chung là biết quan tâm tinh tế một xíu rồi là đỡ. Với lại kiểu không có tệ nạn, kiếm không thích mấy bạn như cờ bạn nhiều lắm, không thích mấy gì đó. Còn nam thì công việc sao cũng được, nói chung là kiểu mấy bạn nam kiểu như có tinh thần cầu tiến trong công việc là được. Em thích mấy bạn mà cũng như là kiểu làm việc có tinh thần cầu tiến, mua học hỏi này kia, cái kiểu như giúp ở bạn đồng hành để cùng nhau đi lên, kiểu như vậy. Có công việc ổn định và có tinh thần cầu tiến là được đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại là ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì ưa nhìn là được chị. Còn em chúng là em cũng không yêu cầu gì ngoại hình nhiều, nói chung là ưa nhìn là được, nhìn nó cao. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m75 lận, cho nên nếu mà được thì em muốn bạn nào của em một thì nói chung được thì xấp xỉ bằng em, họ có thấp thì cũng được, có thấp quá được cái tầm có 1m65 trở lên là ok, tại vì thấp quá em đi em sợ những khi bạn ngại với em. Nói chung 1m6 là em vẫn chịu đúng không? Nói chung là miễn vừa tầm nhìn được, có thấp dưới 1m5 giúp em là được. Tại vì bạn em cũng có một vài bạn nam mà dưới 1m7, nói chung là nhiều người có đi thấp với không em á, kiểu như người ta ngại á, người ta nghĩ em hết trơn mà. Cao quá em, đúng rồi, một phần em bé là do em cao quá cho nên kiểu như người ta ngại với em, người ta không dám đi á. Cho nên nhiều khi em kiếm mấy bạn mà thấp quá thì nhiều khi tội. Giờ tôi không biết sao tôi kiếm người cao 1m80 cho bà.
Nói chung một mét tám thôi, nói thì sợ em không còn hơn nữa. Tại vì quen mấy bạn cao cao đi cũng dễ hơn, với lại kiểu như nó cũng tôn sớm, cũng dễ nói chuyện hơn, với lại bạn người ta cũng đỡ ngại hơn với em được. Em không biết người ta có ngại hay không, nhưng mà em một phần em cũng ngại. Tại vì đi nhiều khi thấp, kiểu như con trai người ta cũng có sự tự tin lên em ơi. Đại gia đi với chân dài đó, vương quanh với sắc bình, em thấy sao? Thì ấy là em cũng biết, nhưng mà bây giờ em lo phía em thôi, em cảm thấy ổn hay không thôi để cho tụi chị tìm. Còn cái chuyện bạn trai thì tụi chị lo. Nếu ghét em với cái anh này có thể thấp đó, nhưng mà chắc chắn là không. Em thì em không có ngại, chị em chỉ sợ người ta ngại thôi. Còn người ta không ngại thì em đâu có sợ đâu. Thì nói chung người ta không ngại em là đủ. Em chỉ sợ người ta mất công đi với em, mất công kêu là ồ sao đi với nhỏ này nó cao chứ chị, mất công người ta quê thôi. Người ta quê là người ta không xứng đáng để người ta cua em rồi đó, là thấy thiếu bản lĩnh rồi đó, là thích rồi đó. Thiệt mà, bản lĩnh là quan trọng đúng không? Ha. Rồi bây giờ tụi tác là mong muốn như thế nào nè? Tụi biết hả? Nếu được thì hơn em, hơn tuổi em, tạo 5 tuổi gì đó. Nói chung hơn tuổi của em là được. Rồi ok. Rồi, còn mong muốn gì nữa không? Quê quán thì chắc đường đòi lỡ đây rồi đúng không? Tôi muốn nghe đá gì đó. Ok rồi. Quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh, ý là người Sài Gòn là ở miền Nam mà được đúng không? Em yêu xa được không? Cái đó thì cũng khó trả lời lắm chị, tại vì mình phải vô mình mới biết được lắm. Chứ giờ mình nói trước cũng không biết được đâu. Nhiều khi em nói được, tới lúc em yêu với em không được, các em cần chỉnh sửa trước mà nào cũng hay. Rồi ok. Rồi đây là một buổi casting thôi đi, để là nói chuyện sơ thôi. Để có nếu mà em được lựa chọn vào chương trình thì sẽ có một bạn biết tập làm việc với em sâu hơn. Ok em ha. Ấy là cái này là mình casting on, mình có nên gặp trực tiếp không ạ? Em không cần phải gặp trực tiếp, tại vì khi mà chị chọn được bạn nam mà em yêu cầu á thì chị sẽ gọi điện cho em nữa, em yên tâm. Không, ấy em hỏi là em có cần lên chương trình để có cần một lần nữa không? Không, cách online thôi. Cách online thôi. Khi mà mình ghi hình thì mình mới lên. Có nghĩa là bữa nay nếu em được chọn á thì bên chị liên hệ lại cho em báo là ừ em đậu rồi đó, em chuẩn bị giấy tờ để em lên em ghi hình. Đó, là lớp là lên là ghi hình luôn, là gặp bạn trai trực tiếp luôn ha. Dạ. À. Là xong rồi đúng không ạ? Đúng rồi.